đồ bên shop mẫu nào cũng đẹp thích lắm em cảm ơn tình yêu của em nha dạ à, lời khen của quý khách hàng là động lực của xưởng mai cúc dưỡng nhà em hôm nay em sẽ tri ăn cho cả nhà mình à, thiết kế mai cho cả nhà mình một bộ đồ lam cao cấp bông là thiêu vô áo trực tiếp dưới áo luôn nha cả nhà mình thiêu bông sen nó sẽ mang lại là à, sang trọng quý phái và nhìn phúc hậu hôn và đặc biệt á, em sẽ tri ăn cái mẫu này cho cả nhà mình à mua lẻ mà được giá xỉ với cả nhà mình ha màu em mới mặc á, là màu rút cả nhà mình và cái này là màu xanh lam này cả nhà mình cổ là cổ giọt nước nha cả nhà mình thấy là thiêu nè dạ thiêu trực tiếp chưa áo luôn cả nhà mình tỉ mỉ cho cả nhà mình luôn nút là nút thiêu thủ công cho cả nhà mình các chiều mình thấy bộ đồ đẹp mê hồn túi là túi sâu và túi rộng như cả nhà mình ha một bộ đồ như thế này tiền vải không là hai trăm mấy nghìn rồi cả nhà mình dạ vải bên em là co giãn bốn chiều vải thun solen nha cả nhà mình từ cái phôn dáng cả nhà mình thấy bộ đồ đẹp mê hôn bộ đồ ai là thợ mai ai là bán vải cả nhà mình thấy bộ đồ như thế này tiền công với tiền vải bốn trăm ngàn ba trăm mấy bốn trăm ngàn chưa chắc mà đã đẹp như thế này đúng không bên em em ma cho cả nhà mình cả nhà mình mặc hai kiểu muốn mặc cổ giọt nước thì mặc cả nhà mình muốn mặc bẻ ra cũng rất rất là đẹp ha nhưng mà bên em sẽ tri ân cho cả nhà mình chỉ có là 229.000 một bộ đồ cao cấp như thế này hàng là có xây có số chứ không phải là hàng phi xây nha cả nhà mình nhận hàng là nhớ kiểm tra hàng trước khi thanh toán giùm em ha hôm nay chỉ cần một bộ thôi cũng được tặng một cái vòng tay may mắn phong thủy với cả nhà mình à, hai bộ trở lên là được tặng một cái cài tóc cho cả nhà mình ha và ba bộ trở lên là cả nhà mình được tặng một túi sách cúc dưỡng nhà em dạ cái nhà mình nhớ là kiểm tra hàng trước khi thanh toán giùm em cái giỏ sách như thế này cái nhà mình quải nè đi đám đi chùa đi lễ à, buôn bán hàng ngày gì cũng rất rất là tiện lợi ha và đặc biệt một điều rất là quan trọng là cái nhà mình nhớ là kiểm tra hàng trước khi thanh toán giùm em ha đúng xưởng mai Cúc dưỡng ở quốc lộ 53 trung hiếu vũng liêm vĩnh long thì cái nhà mới nhận hàng giúp em khách lẻ thì bên em lúc nào cũng cho vô một cái bọc đỏ như thế này xưởng à, mai Cúc dưỡng nè số hotline bên em là 0387713499 cả nhà mình muốn mua manh nhanh lẻ thì cả nhà mình liên hệ số hotline bên em ha em thấy số điện thoại chị Quỳnh Giao nè tư vấn sĩ nè dạ khách sĩ thì cả nhà mình để lại số điện thoại bên em sẽ có nhân viên chuyên sĩ kết bạn Zalo và tư vấn giá sĩ cho mình bên em cũng mai hai mươi mấy năm là cả nhà mình khách sĩ khách lẻ cả nhà mình mua bên em là đúng chỗ đúng nơi á ôi màu đỏ nó đẹp này cả nhà mình ơi không những cả nhà mình mặc đi chùa đi lễ mà cả nhà mình mặc đi đám đi tiệc ha dạ đi chợ nè buôn bán hàng ngày nè đi chùa đi lễ đi qua xuôi qua da gì cũng rất rất là đẹp cái bộ đồ như thế này à, cái này là bộ đồ lam em mai kiểu sẫm nha cái nhà Mặc rất rất là sang nha à, và bên em mai thủ công như cả nhà mình nó nút là nút thủ công nè viền sắc nét như cả nhà mình vải thì co giãn mặc rất là thoải mái luôn vải là vải thun xoan len nha cả nhà mình một cái bộ đồ như thế này thực sự mà nói nha cả nhà mình mua vải không là hai trăm mấy ba trăm ngàn rồi dạ tiền công mai trăm mấy ngàn đó bộ đồ ba trăm mấy bốn trăm ngàn chưa chắc mà nó đẹp như thế này ha nhiều khi sửa tới sửa lui á nhiều khi mai bộ đồ mình sửa tới sửa lui mà có nhiều khi mình không vừa ý á cái nhà mình thấy bên em mai cả nhà mình 229 000 bộ đồ như thế này bằng tiền vải không cái nhà mình chỉ cần hai bộ thôi là tặng một cái cài tóc xịn sò như cả nhà mình cài tóc ngọc trai hoặc là cài tóc có vải cho cả nhà mình nút cổ giọt nước này cả nhà mình thấy đẹp mê hồn nhìn nó sang ha nút là tất cả là nút thủ công cả nhà mình nút thiều á mặt đẹp không cả nhà mình ôi màu đỏ này quá đẹp luôn cả nhà mình thấy màu nào cũng mê không em mai 10 màu cho cả nhà mình màu căn bản cho cả nhà mình cái này là màu xanh riêu nè cả nhà mình thấy nè tỉ mỹ từng mũi kim đường chỉ em ai thiêu vô trực tiếp với áo thi bông sen nó nhìn nó phúc hậu cái nhà mình nó sang nữa các chiêu của em à, quần là quần có túi sâu và túi rộng cho cả nhà mình các chiêu mình thấy cái phun dáng bộ đồ mặc bộ đồ nhìn nó thước tha nó duyên dáng đặc biệt nó che được cái phiết điểm cho mình ha dạ các chiêu mình nó ví dụ có hơi phần, phần bụng hơi bự cái nhà mình mặc cái bộ đồ như thế này nó cũng là những cái hàng thiết kế mình mặc nó nó sẽ che phiết điểm cho cả nhà mình thấy nó thon gọn ha sang à, túi là túi sâu và túi rộng như nhà mình quần là bên em mai quần ống suông cho nên là các chiêu mình á có bắp đùi to nhỏ vậy cả nhà mặt nó cũng che được cái khuyết điểm cho mình và đặc biệt hôm nay một bộ thoi cũng được tặng một cái vòng hương ha vòng trầm hương phong thủy may mắn như cả nhà mình từ chỉ hai bộ trở lên là cả nhà mình được tặng một cái cày tóc xịn sò và ba bộ trở lên là tặng một cái túi sách cúc dưỡng nhà em cả nhà mình thấy cái bộ đồ như thế này mà 229 trăm hai cả nhà mình thấy là giặt tay giặt máy vô tư nha dạ à, bộ đồ cao cấp cho cả nhà mình quần là quần ống suông cả nhà mình mặc đó, nó sẽ à, bắp tay đùi to hay bắp đùi nhỏ cả nhà mình mặc nó cũng che được cái phiết điểm cho mình à, cái này là màu nho này cả nhà mình cái chiều mình thấy thiêu nè thiêu sắc nét chưa thiêu bông trên bông dưới cho mình ai là thợ mai cả nhà mình thấy thiêu thế này là sáu bảy chục ngàn rồi đó dạ tiền công bộ đồ này 100 trăm ngàn không đủ đâu cả nhà mình à, bên em mai cả nhà mình thấy không mai á tỉ mỉ cho mình à, tất cả nè ha quần là lưng bản nè À, túi sâu túi rộng nè vải á, vải thun solen nè dạ vải thun solen là cả nhà anh biết rồi một trăm mấy ngàn một mét hai mét vải gần 300.000 rồi tiền công giá gì cũng 100.000 nữa bộ đồ 400.000 mà cả nhà mình thấy á, có nhiều khi đi mai nó đẹp như thế này không cả nhà mình dạ bên em chị tri ân cho cả nhà mình chỉ có 229.000 là cả nhà mình em thấy số điện thoại chị Bích Lê tư vấn sĩ nè dạ số điện thoại chị Lan Anh lấy chị hai bộ một màu nho một màu á xanh lam Dạ, hai bộ là được miễn xếp nha Một bộ em cũng xếp tới nơi với cả nhà mình Phí xếp toàn quốc là chỉ có 20 ngàn nha Từ hai bộ trở lên là cả nhà mình được miễn phí xếp cho cả nhà mình Dạ, mà được trong khi cái video này được tặng rất rất là nhiều phần quà cả nhà mình nha dạ màu rút này cả nhà mình ôi cái màu rút nó ngọt ngào làm sao luôn á cả nhà mình thấy nè à, bông tà thiêu trực tiếp dưới áo nè nút là nút thiêu nè tỉ mỉ từng hộp cả nhà mình cả nhà mình thấy bộ đồ xứng đáng không cả nhà mình thấy cái tay là bên em vì như cái nhà mình sắc nét luôn á Hôm nay chỉ cần mua 3 bộ thôi là được tặng một túi sách cho mình à, Chị Thí Lê là lấy chị 10 bộ đủ màu Dạ yeah. 10 bộ là hả bên em sẽ tính giá ưu đãi cả nhà mình ha Tính giá sĩ cho cả nhà mình 10 bộ trở lên là được giá sĩ cho cả nhà mình Nè cả nhà mình lưu ý một vấn đề rất là quan trọng nè Lúc nào bên em cũng vô cho cả nhà mình một cái bọc đỏ vậy cả nhà mình Cửa hàng Cúc Dưỡng hoặc là xưởng Mai Cúc Dưỡng Ở quốc lộ 53 Trung Hiếu Vũng Liêm Vĩnh Long Cả nhà mình nhớ khách quen khách lạ gì Cả nhà mình cũng nhớ là nhận hàng là kiểm tra hàng trước khi thanh toán dùm em nha Đúng xưởng mai cúc dưỡng thì cả nhà mới nhận hàng Tránh trường hợp những đối thủ cạnh tranh cướp đơn giao hàng Cả nhà mình không đúng hàng của xưởng mai nhà em Làm mất cái uy tín của bên em mà cả nhà mình nhận hàng kém chất lượng Không phải xưởng mai của em ha à, Màu này á, là màu cao khô nè Ôi ngọt ngào duyên dáng không cả nhà mình Các chiêu mình thấy màu nào cũng mê Màu nào cũng đẹp mê chưa Dạ yeah. Dạ yeah. <laughs> nhận hàng này đẹp lắm Em cảm ơn chị Trang Lê nha Chị Trang Lê là mua mười mấy năm qua rồi đó Trời ơi Có nhiều chị nhiều cô á Mua đồ bên em là mua lần Rất rất là nhiều luôn á Dạ yeah. đồ lam là mua lần Phải nói với cả trăm bộ Rất rất là nhiều mẫu luôn cảm ơn cái nhà mình nhiều lắm luôn biết ơn cái quý khách hàng sự hài lòng của quý khách hàng là một cái động lực của xưởng mai nhà em cảm ơn cả nhà mình nhiều lắm luôn nên xưởng mai nhà em cố gắng phấn đấu mai nhiều mẫu ở cả nhà mình giá cả phải chăng cả nhà mình và tặng cái nhiều phần quà cả nhà mình ha ôi cái màu á câu khô nè mê không cả nhà mình hồi ơi còn cái này màu tím quế nè cả nhà mình thấy ngọt ngào duyên dáng với cái màu tím quế chưa dạ yeah, không thể nào bỏ qua cái màu tím quế nha cả nhà mình à, màu tím quế như thế này cả nhà mình thấy mặc bộ đồ này đi đám sang không à, đi đám xong mà đi chợ đi quán mua bán hàng ngày cả nhà mình thấy mặt đẹp chưa Dạ, có nhiều chị nói trời ơi chị mua đồ nhiều lắm luôn á Mà hả chị mua khi mà chị biết shop cúc dưỡng rồi chị mua tới giờ chị hài lòng ghê luôn á Có nhiều chị nói rồi chị thợ mai không biết bao nhiêu năm rồi đó Chị thợ mai mười mấy năm rồi đó Mà hả công nhận xúc cúc dưỡng mai cái bộ đồ sao mà nó khéo mà hả bán là rẻ nữa nhiều khi chị mai chị thấy bộ đồ hả tiền giải không là mấy trăm ngàn rồi cái bộ đồ này cả nhà mình mặc giọt nước của giọt nước cũng đẹp cả nhà mình bẻ ra hả cũng rất rất là đẹp ha duyên dáng chưa à, chị em phụ nữ chúng ta đẹp gì mà bằng đẹp duyên dáng cái nhà mình mặt đẹp duyên dáng là đặc biệt một điều đó là cái nhà mình mặt nó thoải mái nó khỏe mà bộ đồ mặc năm mười năm chưa hư bộ đồ cái nhà mình màu đen nè màu đen là màu quý phái quyền lực không thể nào thiếu màu đen nha dạ nhất là màu đen những tình yêu của em không kén dáng kén da nè đặc biệt những chị tròn tròn ha mặc màu đen gì nó phúc hậu mà mình nhìn nó nó che được khuyết điểm cho mình thấy mình gọn ha dạ Ôi, cái nhà mình thấy thiêu chưa thiêu bông sen đẹp chưa thiêu sắc nét đẹp từng cái mũi kim đường chỉ thiêu với cả nhà mình à, màu đen màu viền đỏ nữa cả nhà mình thấy mê hôn <laughs> chị lấy đủ màu luôn cúc em cảm ơn chị thi lê nha dạ yeah. cảm ơn các chiêu mình rất 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 là nhiều luôn á tư vấn giá sĩ chị kiều giang nè Dạ, yeah, cả nhà mình ơi, khách sĩ khách lẻ Cái nhà mua bên em là đúng chỗ, đúng nơi, giá xuất xưởng nha cả nhà mình không qua trung gian. Hôm nay chỉ cần một bộ cũng có quà, hai bộ cũng có quà, mua càng nhiều quà càng nhiều ha. Dạ, yeah, xưởng Mai bên em là Mai năm 2001 tới nay 2024 là 23 năm rồi. Cảm ơn quý khách hàng rất rất là nhiều luôn á. Đó. đó, cả nhà mình muốn bẻ ra như vậy mà cái nhà mình bẻ ra cái cổ răng rất là đẹp ha. cái nhà mình mặc cổ giọt nước cũng rất là đẹp luôn. Nè cả nhà mình ơi, số hotline sách khách sĩ lẻ bên em á, Cái nhà mình muốn liên hệ nhanh lẻ bên em thì có số hotline bên em là 0387713499 còn khách mà khách à, sĩ á để là số điện thoại bên em sẽ có nhân viên chuyên sĩ kết bạn zalo nè zalo sĩ bên em nè 0797009137 nha cả nhà mình dạ hồi ơi cái màu xanh dương nó đẹp quá Sẽ đẹp luôn cả nhà mình ơi cái nhà mình thấy màu nào cũng mê hôn Quá sẽ đẹp rồi Bên em ai chỉ có 10 màu à Cái nhà mình đã lấy hết 10 màu luôn đây Màu nào cũng đẹp có thể nào bỏ qua màu nào đâu Cái nhà mình một bộ đồ như thế này mà 229 cành Dạ chỉ có 229 nghìn một bộ đồ như thế này Vải thun xe len cao cấp như cả nhà mình Các chiêu mình thấy hàng bên em bằng hàng vải nhập á Mình mặc nó rất là bền Bộ đồ giật tay giật máy vô tư Có nhiều bộ đồ nhiều chị là mặc 9, 10 năm, mười mấy năm luôn á Dạ, à, cả nhà mình thấy cái màu xanh lam này quải cái túi sách này nữa nó hợp hồn màu nào á, cái túi sách này quải cả nhà mình thấy là đi chợ đi quán đi chùa đi lễ gì cũng rất là đẹp luôn chỉ có ba bộ thôi là cái nhà mình được tặng một cái túi sách rồi à, các chiều mình thấy quần lưng bản túi bên em là túi sâu và túi rộng cho cả nhà mình mẫu nào cũng đẹp mẫu nào cũng mê không nhận hàng là đẹp lắm cảm ơn chị Ngọc Nhi nha các chiều mình thấy cái phôn dáng bên em không đồ bán rất là nhiều nhưng mà cái nhà mình thấy là bên em hàng thiết kế bên em á. hàng bên em là hàng thiết kế nha cái nhà mình có xây có số chứ không phải là hàng phi xây ha từ 40 kg đến 85 kg luôn dạ yeah. à. Và bên em mai theo cái nhu cầu cả nhà mình Ví dụ khách sĩ cả nhà mình muốn bên em mai đồ lam, đồ bà ba hay là à, đồ cách tăng hay là đồ bộ thiết kế gì Bên em cũng mai cho cả nhà mình ha Dạ số lượng lớn, số lượng nhỏ về em cũng giao tới nơi cho cả nhà mình à, Còn các chị mà mình thích mà đặt khỏi nhóm nè, văn nghệ nè à, Mặc cho nó chung màu, chung bộ này số lượng nhiều, số lượng ít về em cũng mai tới nơi cho cả nhà mình hết nha Các chiều mình thấy cái bộ đồ như thế này chỉ có 229.000 Cả nhà mình thấy đẹp mê không cả nhà mình Dạ em thấy số điện thoại của chị Bích trăm Lấy chị một màu xanh dương, một màu tím quế Dạ cái nhà mình ơi, cái nhà mình khách sĩ, khách lẻ Cái nhà mình chỉ cần để lại số điện thoại dùm em ha Khách lẻ thì bên em sẽ tư vấn chiều cao căng nặng cho mình Khách sĩ thì bên em sẽ có gia nhân viên chuyên sĩ kết bạn Gia lô gửi mẫu và tư vấn giá sĩ cho mình Nhớ là nhận hàng được kiểm tra hàng trước khi thanh toán dùm em nha Dạ màu nào cũng đẹp, màu nào cũng xinh nhanh tay Bình luận nhanh tay đặt hàng để có được nhiều ưu đãi và quà hấp dẫn cho cả nhà mình ha màu nào cũng đẹp mê luôn cả nhà mình dạ